Shop Trần Đạt xin kính chào tất cả quý anh em nha. Thì một số anh em hỏi Đạt là Đạt có hay đóng mấy cái đơn sỉ cho khách không? Thì bên mình là bỏ sỉ là rất là nhiều cho nên bỏ sỉ đôi khi còn nhiều hơn là bán lẻ nữa. Thì cái tiếng của bên mình thì anh em cũng biết lâu rồi, cho nên là bỏ sỉ thì thường mình không có đăng lên, tại vì anh em sỉ nên em mua về bán lại mà sao mình đăng lên được. Thì sáng nay là cũng có mấy đơn sỉ nhỏ nhỏ thôi. Như cái đơn này là 20 cái cần thắng rim này, 20 cái cần thắng rim. Còn đơn này thì nó là 30 bộ buji với lại tầm chục cái da yên nữa nhá. Da yên đinh thái này. Đây. Đây, da yên đinh thái với lại tầm 30 cái buji Indo. Đó. Thì cứ lỡ quay thì giới thiệu sơ qua cho anh em về mấy cái món này luôn. Đây. Thế đây là cần thắng dream này. Cần thắng dream thái anh em ha. Cần thắng dream thái để lấy cái cây này nó phải... đây. Do là nay là Đạt bị bận nha nè, bị sốt thì cái giọng nó không có to được. Đầu họng quá nó không to được. Đây. Đây là cái dream này. Mã là GN5920. Made in Thái Lan nha nè. Bận thì bận nhưng vẫn phải lên đơn làm cho anh em, hôm không kịp anh em mua đắt cho khách hay là anh em về anh em gắn xe nhà. Vì nay là cũng thứ năm thứ sáu gì đó, thật ra là phải gửi cho anh em để anh em chúng ta nhận được trong ngày cuối tuần anh em gắn luôn. Đây. Rất đẹp anh em ha. Thì cái này nó là cái dòng cần thắng của Dream Thái nha anh em, nó bóng loáng luôn đó, rất đẹp. Cái này là mới 100% nha, chưa có sử dụng gì hết. Đấy, cái mặt rất đẹp này. Rim thái thì cái này nó sẽ ngắn nha nè, nó chẳng có dấu gì đây đâu. Nhưng mà chỗ này nó rất là dày. Rất là dày ha. Anh em nhìn cực đẹp luôn. Cái nước xi của nó thì anh em nhìn là anh em thích ngay nha anh em nha. Nó rất bóng, bóng loáng luôn. Anh em thấy bóng ha. Nhưng một cây này giá nó 250 thôi, rất là rẻ. Tính ra anh em mua cây lô này cũng phải 100-120 rồi. Cây này 250 zin. Anh em xài nó vừa đẹp. Mà đặc biệt là nha cái này nha, cái cây hàng lô á là cái ống này nó rất là bự. Cái ống này nó rất là bự, nó không có bé như là hình zin đâu. Hình zin thái nó bé, super nó cũng bự mà hàng lô nó cũng bự nha. Đây, chỗ này nó có một cái lỗ thoát nước này. Chỗ này nó một cái lỗ thoát nước chứ không phải nó bị lủng cho nên nha. Lỗ thoát nước ở đây. Đó. Rồi, thì anh em là chúng ta có nhu cầu mua thì liên hệ mình 250 cây nha, đúng zin thái nha anh em nha. Cái này nó gắn super được. Rồi. Giới thiệu cho anh em thêm cái món buji này luôn đi. Thì anh em có thể tưởng tượng nhà mình thì nó nhiều hàng cho nên là đóng đi thì vài chục bộ nó không ăn thua gì. Chứ còn nhà ví dụ như tiệm người ta ít hàng thì mấy chục bộ như vậy người ta kiếm không ra nè. Đây, đây là cái buji Indonesia ha. Đây, buji Indonesia. Đây. Rất đẹp nha anh em nha. Đặc xuất xứ là Indonesia. Ở trong này nó cũng có luôn, chữ bé xíu này này. Đó, đây thấy chưa? Đi đen so nhá. Hàng Indo nhìn. Sau này nó có các mã cho anh em, check code này. Đây. Thì giá của một con là 75.000 một con nha. Cái này anh em khách lấy sỉ thì mình có tặng thêm với lại có chiết khấu giá cho anh em, anh nghĩ rất là tốt. Đấy. Thì anh em mua sỉ thì nó có hai loại nha. Một là anh em mua một món là anh em mua nhiều, ví dụ như buji này có một món buji thôi, một sản phẩm thôi, nhưng mà anh em mua tới 100 cái ví dụ như vậy thì sẽ tính bớt giá theo con, ví dụ như 75 thì tính còn 70 ví dụ như vậy. Còn ví dụ như anh em mua mỗi thứ có một món thôi, anh em mua rất nhiều sản phẩm nhưng mỗi sản phẩm em chỉ mua có một cái, ví dụ như một cái buji, một cái cần thắng, một cái mặt kính, một cái mặt nạ. Đấy, thì anh em mua cả chục món, hai chục món thì mình sẽ bớt trên tổng bill cho anh em ha. Ví dụ như bill là 3,5 triệu thì mình bớt còn 3,1 triệu, 3,2 triệu, nó là như vậy để cho anh em hiểu ha. Đó, thì mua sỉ nó có hai loại, không cần anh em phải cứ mua một món mà anh em mua một sản phẩm, anh em mua rất là nhiều cái, không cần phải như vậy ha. Thì mua gì là giá 75.000 một cái nha anh em nha, hàng Yin Honda Indonesia. Còn cần thắng này là cần thắng của Thái. Đó. Đây. Đây là da yên này, da yên thì mình khách lấy hai cặp, hai chồng. Đây. Mình coi luôn. Cái này thì nó là nhập Thái nha em nha. Da yên là da yên Thái. Nói chung là cái da yên này là một cái sản phẩm mà khách họ mua nhiều, mà khi mà nhận được hàng thì gần như là
không chưa từng có một trường hợp nào là chê về cái chất lượng của cái sản phẩm này hết. Tại vì sao? Tại vì cái sản phẩm này là cái sản phẩm mà chất lượng nó rất là cao luôn, rất đẹp, rất cao. Đây, cái in Thái là như nhìn nó phát là có chữ Thái này, nhìn thấy chưa, chữ Thái này, đây, đây. Thái Lan nha anh em nha. Thì cái này bên mình bán là 295.000 một cái nha anh em nào lấy liên hệ mình. Thì tất nhiên 295.000 thì nó vẫn cao hơn anh em đi mua ở ngoài để anh em bọc rồi. Tuy nhiên là cái da ở ngoài bọc thì cái da nó rất là mỏng và nó không có êm. Cái da này thì rất là êm, anh em có thể coi những cái clip mình có giới thiệu từ trước nha. Đó, ok, thì anh em là chúng ta có nhu cầu mua món gì có thể liên hệ với shop mình nha. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Còn anh em nào có nhu cầu đặt sỉ số lượng lớn thì anh em có thể tin qua Zalo cho Đạt để mình tham khảo về mặt hàng cũng như là giá sản phẩm, số lượng sỉ nha. Rồi, cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em ở những video tiếp theo nha.